Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, tại thành phố Hà Nội diễn ra Hội nghị Hợp tác Việt Nam với Pháp lần thứ 12. Hôm nay, hội nghị tiếp tục với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Pháp. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Tham gia diễn đàn có nhiều địa phương của Việt Nam, 12 địa phương của Pháp cùng đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp địa phương hai quốc gia. Với chủ đề kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh sản xuất giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và địa phương với địa phương. Tại diễn đàn, lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp hai nước thông tin khái quát về kết quả đạt được từ những liên kết giữa các địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy phát triển mở rộng hơn nữa, qua đó vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa làm cầu nối, tăng cường hơn nữa mối quan hệ tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Diễn đàn là nơi để các doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những vấn đề quan tâm, qua đó kết nối thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh, thúc đẩy cùng nhau phát triển. Diễn đàn cũng là nơi hai nước giới thiệu về môi trường đầu tư, định hướng chính sách thu hút đầu tư hai quốc gia, đồng thời là cơ hội để các địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của mình. Chúng tôi nhận thức rằng, ngoài vị trí địa lý, hạ tầng phát triển giao thông thuận lợi, nguồn lực sẵn có tại địa phương, chúng tôi đang rất cần sự hợp tác và huy động nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ châu Âu, trong đó có Pháp. Chúng tôi mời gọi và luôn chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Pháp đến tìm hiểu và đầu tư tại Hưng Yên để hướng đến mục tiêu phát triển tỉnh thành tỉnh công nghiệp xanh, phát triển bền vững. Hiện tại, trên toàn tỉnh có tổng số 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.500 ha. Trong đó có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Tỉnh luôn chú trọng đến việc thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án FDI sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hàm lượng chất xám cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, năm 2023, tỉnh Hưng Yên xác định ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch tỉnh, làm tiền đề triển khai các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy hoạch, tăng cường huy động nguồn vốn toàn xã hội cho phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại dịch vụ, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và đào tạo nghề. Trên cơ sở đó, một số sở ngành của tỉnh Hưng Yên cũng đã tham gia một số phiên hội thảo trong khuôn khổ hội nghị như hội thảo về đô thị bền vững, văn hóa di sản và du lịch, môi trường và xử lý nước thải và hội thảo thành phố thông minh. Qua cái hội thảo này thì cũng là cái hướng để chúng tôi sẽ tìm hiểu hay tiếp cận các cái mô hình hay là các cái công nghệ để mà xử lý cái nước thải mà nó đạt được cái hiệu quả với cái chi phí hợp lý, làm sao đấy để cải thiện môi trường của tỉnh. Thông qua cái hội thảo như ngày hôm nay đấy, thì với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa du lịch ở địa phương thì chúng tôi sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tìm hiểu đối với lại các cái đối tác ở bên Pháp để có những cái tham mưu để chúng ta phối hợp thực hiện cái công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Hưng Yên. Đến nay, đã có 33 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 24 địa phương của Pháp hợp tác với 55 dự án và thỏa thuận hợp tác cấp địa phương.